Phật Thuyết Pháp Tập Kinh quyển 4. Bây giờ Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ hỏi Bồ Tát Vô Sở Pháp: Thì Nam, thế nào là trí nơi tâm niệm xứ của Đại Bồ Tát? Nhị là niệm, thế nào là tâm niệm xứ? Đại Bồ Tát Vô Sở Pháp đáp lời Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ: Thì Nam, Đại Bồ Tát lấy trí vô sinh trong các pháp làm trí tâm niệm xứ. Vì trí tâm niệm xứ, trí vô sinh làm tối thắng. Các Bồ Tát đạt trí vô sinh nhờ nghiệp nơi trí vô sinh nên gọi là nhất thiết xứ bất loạn, nhất thiết xứ trực, nhất thiết xứ bất động. Vì như nước biển không thể lường được, thành phần Bích Chư Phật cũng không thể biết được. Chứ tâm niệm gì mà nghe đúng, nhớ đúng giáo pháp của Như Lai thuyết giảng? Tâm niệm của Bồ Tát chỉ Như Lai biết được. Tâm niệm xứ của Bồ Tát có 10: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, niệm Phật niệm xứ, niệm pháp niệm xứ, niệm tăng niệm xứ, niệm giới niệm xứ, niệm xã niệm xứ, niệm thiên niệm xứ. Thì Nam, thế nào là thân niệm xứ của Bồ Tát? Bồ Tát suy niệm như vậy: thân này không thể đâu đến, không đi về đâu, không dừng ở hiện tại vị lai, chỉ do tâm phân biệt hư vọng sinh ra, không người tạo, không thọ mạng, không có trước giữa sau, không dừng yên, không quần pháp, không giới hóa, không thâu giữ. Chỉ căn cứ trên ngôn ngữ khách trần mà nói, hoặc trên thân thể hình trạng tính chất khác nhập, hoặc quan sát thân này không bền chắc, chỉ do tinh chất huyết mẻ bất tinh hòa hợp sinh ra, thân thể là sự nhơ vế tham sân si, lo sợ là giặc loạn, bị hư hại không dừng, lấy vô số trăm ngàn bệnh mà làm nhà. Lại nữa, thì Nam, Bồ Tát nghĩ thân này từ đầu đến chân do các thành phần tụ tập: chân, ngón chân, gót chân, mắt cá, cẳng chân, đùi vế, đầu gối, xương bánh chè, eo, xương sống, ngực, hông, bụng, gân, tay, ngón tay, khuỷu tay, vai, cánh tay, má, cổ, đầu, mắt, tai. Nghiệp là người tạo tác vô số trong ngàn vạn ức phiền não, tùy phiền não hư vọng phân biệt làm nhà. Thân này có nhiều thứ bất tịnh: tóc, lông, răng, móng, máu, thịt, da, xương, gan, mật, ruột, dạ dày, bao tử, lá lách, nước mũi, dãi, nước mắt, đại tiểu tiện, nhơ uế, đáng nhòm. Như vậy, trong vô số vật bất tịnh đó, cái gì là thân? Đại Bồ Tát quán sát thân, suy xét thân này là không thật, giống như hư không. Đó là niệm xứ như hư không của Bồ Tát. Cứ thế suy xét thấy các pháp đều như hư không. Bồ Tát biết thân này như vậy nên không động tâm, không trụ tâm trong các pháp. Đó là trụ niệm xứ của Bồ Tát. Do trụ niệm, Bồ Tát biết thân Bồ Đề cũng như vậy, nó không thể nắm bắt được, nên sinh tâm nhàm chán. Vì sao? Vì tất cả đều là tà niệm, chẳng phải chánh niệm. Nhàm chán tất cả các pháp, đó gọi là thân niệm xứ của Đại Bồ Tát. Là nữ thiện nam, thế nào là thọ niệm xứ của Bồ Tát? Bồ Tát khởi tâm như vậy: thọ là cảm giác đó có ba: điên đảo, không điên đảo, không phải cả hai. Thọ điên đảo là tâm tán loạn của phàm phu, xem vô thường là thường, khổ là vui, vô ngã là ngã, bất tịnh là tịnh. Thọ không điên đảo là biết thọ vô thường là vô thường, thọ khổ là khổ, thọ vô ngã là vô ngã, thọ bất tịnh là bất tịnh. Đó là sự hiểu biết về thọ của Thanh Văn Bích Chư Phật, nên gọi là thọ không điên đảo. Bỏ thọ, bỏ hai bên hai thọ trên, là biết thọ vô thường không phải là thường, không phải là vô thường. Biết thọ khổ không phải là khổ, không phải là không khổ. Biết thọ vô ngã không phải là ngã, không phải là vô ngã. Biết thọ bất tịnh không phải tịnh, không phải bất tịnh. Đó gọi là thọ niệm xứ của Bồ Tát. Bồ Tát biết thọ như vậy nhưng không thấy có chủ thể thọ, đối tượng được thọ. Bồ Tát quán sát: Như Lai thường nói tất cả pháp hữu vi là thọ. Nếu xem tất cả pháp là thọ, thì trong đó pháp nào là thọ? Không xem đối tượng được thọ là chủ thể thọ, vì đối tượng được thọ không phải là chủ thể thọ. Không phải pháp vô vi là chủ thể thọ của pháp hữu vi. Ngoài pháp vô vi, hữu vi không có người thọ. Bồ Tát cảm thọ không thấy chủ thể thọ, đối tượng được thọ. Giáo hóa người cảm thọ, Bồ Tát thấy chủ thể, đối tượng thọ của Bồ Đề cũng vậy. Đó gọi là thọ niệm xứ của Đạo Bồ Tát. Lại nữa, thì Nam, thế nào là tâm niệm xứ của Bồ Tát? Thì Nam, Bồ Tát suy xét thọ ấy do chỉ do tâm, nhưng tâm vô hình không dường trụ, không nắm bắt được. Như pháp nào vô hình không thể nắm bắt được,
thì pháp nơi đối tượng được thọ đó ra sao? Không phải tâm, không phải sự thấy biết của tâm, là xét tâm do duyên gì sinh, thấy các tâm đều do các khác mà có. Bồ Tát không thấy ngoài tâm có Bồ Đề, biết tâm pháp này chính là Bồ Đề. Lúc đó Bồ Tát đạt tâm tự tại trong đại thừa, tâm bình đẳng với chúng sinh. Lúc ấy Bồ Tát trụ trong đại thừa không được nhờ lực khác. Đó gọi là tâm niệm xứ của Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là pháp niệm xứ của Bồ Tát? Thiện nam, Bồ Tát sinh chánh niệm với pháp gì? Pháp thiện, bất thiện, đáng chê, không đáng chê, hữu lậu, vô lậu, thế gian, suốt thế gian, thanh văn, ức chi Phật, phàm phu, chẳng phải phàm phu. Bồ Tát sinh chánh niệm đối với những pháp đó, khéo léo biết được nghiệp thiện nhu hòa, khéo tu tập và tu tập tốt ráo, tu tập tự lực, tự tại, biết pháp bình đẳng, không sinh gì, không thấy pháp nào ngoài không, vô tướng, vô nguyện. Bồ Tát suy nghĩ các pháp không có thọ mạng, vì tự tánh tịch tỉnh, các pháp không có ngã, vì tự tánh không hai, không chướng ngại, vì tự tánh như hư không, không phân biệt vì không còn tâm ý thức, các pháp vắng lặng, vì tự tánh không phiền não, không ngôn ngữ, vì tự tánh không thể nói được, không chấm dứt vì tánh vô vi thanh tịnh, không thể đến vì vượt ngoài số lượng, ngay thật vì vượt qua sự hỷ luận, không có nguồn gốc vì không nhân, không lỗi lầm vì nguồn gốc thanh tịnh, không đến vì không có hình tướng, không đi vì không dừng, sáng suốt vì tự tánh vốn rỗng lặng, không vì do duyên sinh, không tranh cãi vì không phân biệt, đưa vào trí lực vì tự ý niệm mà biết, là Bồ Đề vì là cảnh giới của trí, chỉ là danh tự vì không có vật chân thật, lìa sự thấy vì không thể thấy được, không trói buộc vì không hình tướng, không đi vì thể của nó là chân như, có một lãnh vực vì trong pháp giới chân thật nó không sai khác, không sai khác vì thật đế bình đẳng. Bồ Tát quán xét các pháp như vậy, tu hành tất cả pháp, không thấy sự sai khác của chúng sinh, pháp diệu pháp không thấy trói mở, thế gian niết bàn, không sợ bỏ, không nắm giữ, không hành, không trụ, không thâu nhận, không rời bỏ, trụ trong vắng lặng bất động. Chư Phật Như Lai thấy được sự vắng lặng giải thoát đó. Bồ Tát ở trong cõi Phật được Phật truyền trao quả vô thượng Bồ Đề, đó là pháp niệm xứ của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm Phật? Bồ Tát tu hành niệm Phật nghĩ đến tất cả chúng sinh, vì chúng sinh mà thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát an trụ nơi niệm xứ như vậy, niệm chư Phật Như Lai có 10 lực, 4 vô ý, 18 pháp bất cộng. Bồ Tát nghĩ mình phải thành tựu các pháp của Phật, lại nghĩ chư Phật Như Lai có những niệm như thế không thể nghĩ bàn, rộng lớn thanh tịnh, không nhơ, sáng suốt, đoạn trừ hết phiền não cơ sở và phiền não tập khí, xem trí tuệ là hàng đầu, trí tuệ là sự tăng thượng, vì vô vi của chư Phật tăng thượng cho đến tất cả pháp được chứng đắc tăng thượng, xa lìa tất cả phiền não trí chướng, tất cả thanh văn biết chư Phật không thể suy lượng được, dùng không phân biệt làm thể, dùng tự nhiên không chướng ngại làm vô hành, vô ngại, vô trụ, sâu tâm chúng sinh như hư không, không phân biệt. Chư Phật Như Lai có niệm như thế, Bồ Tát niệm như thế là niệm kho tàng tài bảo của chư Phật Như Lai. Niệm tất cả các pháp như thế gọi là niệm Phật. Thiện nam, chư Phật không niệm, cũng không phải là không niệm. Đối với tất cả nơi chốn không phân biệt, chư Phật Như Lai đều có niệm như thế. Bồ Tát nghĩ đến niệm kia cho nên gọi là niệm Phật với chư Phật, với tất cả chúng sinh, với tất cả các pháp không có tướng sai khác. Nên như thế gọi là niệm Phật, chư Phật không phân biệt cũng không phải không phân biệt. Không thủ cũng không phải không thủ, không đi cũng không phải không đi, không sinh gì. Niệm như thế nên gọi là niệm Phật. Lại nữa, thì nam, chư Phật Như Lai trang nghiêm bằng công đức trí tuệ, thực hành bằng tâm đại từ bi, cứu thoát bằng việc độ chúng sinh, là thầy thuốc giỏi, chặt bỏ dây phiền não trói buộc, bình đẳng với chúng sinh, thường ở trong cảnh giới tam muội tịch tỉnh, không trụ niết bàn ngoài thế gian, qua khỏi bờ phiền não chướng sở tri chướng, đương sống trên chúng sinh, diệt các sinh thân đắc pháp thân, trụ trong cảnh giới pháp, ở đâu tâm cũng không chướng ngại, luôn tạo lỡ cho chúng sinh, thân khẩu không lỗi lầm, không thọ ký giả dối, làm mọi việc không thể cho trách, thân khẩu ý nghiệp xa lìa phiền não tham sân si, hàng phục với ma chướng ngoại đạo, không tranh tụng với thế gian, sâu xa như biển lớn thế gian, nặng như núi Tu Di, vững chắc như đất, mềm mại như nước, sáng tỏ như lửa, không vướng mắc như gió, không nhơ uế như hư không, đi nhanh như ý niệm, đi lại tự do như ngọc hoa ni, đạt nhất thiết chủng trí bình đẳng không hai, không đắm chấp nơi chúng sinh, siêng năng độ thoát chúng sinh, đủ vô số sắc thân, âm thanh, công đức, cảnh giới,
chẳng thể nghĩ bàn, được phát thân rốt ráo không thể suy xét, vượt qua cảnh giới tâm ý thức, dùng tâm minh hành trọn trừ pháp ác trong ba đường, cho đại bi tăng thượng nên đem công đức cho chúng sinh như cha mẹ của chúng sinh, bình đẳng trước bản thân, không yêu ghét hương thơm của chúng sinh, ở đâu cũng có ánh sáng lớn không thể hạn lượng được, đạt giải thoát rốt ráo, có tâm rộng lớn đem báo chánh pháp cho chúng sinh, thành tựu minh hành lớn, là pháp sư thuyết giảng đại pháp, đấng trượng phu thành tựu tướng trượng phu, không ai có thể khuất phục được, soi sáng thế gian, đủ phương tiện đi trong cảnh giới lành, khéo léo giải thoát rốt ráo, thân lớn lao sẽ chúng sinh là quyến thuộc, chúng sinh vây quanh thân học hỏi cúng dường thân cận chứ không chướng ngại, quên niềm vui chính mình, hết đoạn trừ khổ cho chúng sinh, thích chánh pháp xem phép là của báu, là thức ăn y phục, là của gốc, là sự tự tại, là bậc đại pháp sư thế chủ của pháp, như không thấy pháp, không phóng dật, thích vắng lặng, là cây cầu của chúng sinh đi qua như đi trên đường lớn không chướng ngại, như ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối, như đại phạm vương đại trí kim cang, là mũi tên pháp lớn sắc thân thanh tịnh, ai thấy cũng thích. Chư Phật Như Lai có những công đức vô lượng như vậy, niệm những công đức đó xong, Bồ Tát tu hành để thành tựu những công đức ấy, do thành tựu những công đức ấy nên được chánh niệm, đó gọi là niệm Phật của đại Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là niệm pháp của đại Bồ Tát? Thiện nam, Bồ Tát nghĩ tất cả công đức tướng tốt, 10 lực, 4 vô ý, 18 pháp bất cộng, diệu là thế gian, suốt thế gian của chư Phật đều do pháp sinh ra, do pháp có được thành tựu và tăng trưởng. Vì thế để cầu quả Phật Bồ Đề, ta phải tôn trọng pháp, đưa vào cảnh giới pháp để tu tập phước báo bền chắc. Lại nữa, Thiện nam Bồ Tát lại nghĩ, các pháp trụ trong bình đẳng đối với chúng sinh không thể có sự cao thấp sai khác, ta cũng phải như pháp, tâm không phân biệt, bình đẳng không sai khác. Khi đối diện cảnh tượng của pháp không tạo nghiệp, vì pháp không bạn bè, ta cũng như pháp, tâm bình đẳng. Khi đối diện với thời gian, pháp không tạo nghiệp, vì pháp không có thời gian đến, như bên trong tự giải thoát, ta cũng như vậy, tâm bình đẳng đối với chúng sinh cao thấp, pháp không có việc tạo nghiệp, không tạo nghiệp, vì pháp không cao thấp, ta cũng như vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không có việc làm lỡ cho chúng sinh thanh tịnh, không làm lỡ cho chúng sinh không thanh tịnh, vì pháp không có cao thấp, ta cũng như vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không có việc làm lỡ cho chúng cho thánh nhân, không làm lỡ cho phi thánh nhân, vì pháp không có tâm phân biệt ruộng phước hay không ruộng phước, ta cũng như vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, không phải ban ngày pháp làm lợi ích, ban đêm không làm lợi ích, không phải ban ngày không làm lợi ích, ban đêm làm lợi ích, vì pháp luôn làm lợi ích, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không giáo hóa chúng sinh phi thời, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không làm lợi ích cho chúng sinh không sân, không tổn hại chúng sinh có sân, vì pháp không đắm chấp, ta cũng như vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không thêm bớt, pháp rộng lớn vô số tăng kỳ như hư không, không cùng tận, không tăng thêm, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, chúng sinh không hộ pháp, pháp không hộ chúng sinh, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không có tâm sân hận não hại, vì tâm vì không có tướng não hại, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt, pháp không trụ trong các sự phiền não, vì để xa lìa, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không sai khác, pháp không sợ thế gian cầu niết bàn, vì pháp không phân biệt, ta cũng vậy, tâm bình đẳng không phân biệt. Bồ Tát chánh niệm về pháp như vậy, này thiện nam, đó gọi là niệm pháp của đại Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là niệm tăng của đại Bồ Tát? Thiện nam, Bồ Tát suy nghĩ, tăng là người nói lời như pháp, hành pháp, suy nghĩ pháp, rụng phước của pháp, giữ gìn pháp, nương tựa pháp, cúng dường pháp, làm đúng pháp, sống đúng cảnh giới pháp, tu hành thành tựu pháp, thật pháp, trực pháp, thật thanh tịnh pháp, cứu độ chúng sinh, đại từ bi, cảnh giới thường tịch tỉnh, luôn quy y pháp, tự tịnh hành pháp. Đại nội thiện nam Bồ Tát suy nghĩ, Đức Như Lai nói, tăng không phải chỉ có một hạng mà có nhiều hạng, thế đế, đệ nhất nhị đế, tàm quý, không tàm quý, thánh nhân, điều phục, bất thoái chuyển. Lại nữa, thiện nam, đối với thế đế tăng thì Bồ Tát tu hành bằng cách bảo hộ, với đệ nhất nghĩa đế tăng thì cúng dường, với tàm quý tăng thì làm cho họ giải thoát, với không tàm quý tăng thì chết hết, với thánh nhân tăng thì cúng dường cung kính gần gũi, với điều phục tăng thì tu hành như Phật, với bất thoái chuyển tăng thì thuyết pháp. Lại nữa, thiện nam, Bồ Tát lại nghĩ,
Tăng là người không đoạn trừ hạt giống Phật vì là đệ tử Phật, là người đem đến quả báo vui vì là ruộng phước, là người trừ bỏ phiền não vì không lo sợ, là người không chấp trước vì đã giải thoát, là người tịch tỉnh vì đã điều phục tâm, người không tạp nhiễm vì không còn phiền não, người trừ bỏ pháp ác vì có hổ thẹn, người nói tùy thuận vì hóa độ được, người tự biết mình vì không chiếu mạng, người tịch tỉnh vì không tâm cao ngạo, người tri thức thì không tâm điên đảo, người đoạn trừ phân biệt vì không bệnh, đến chỗ vi diệu vì không còn lo sợ, biết như thật vì không phóng dật, giải thoát vì đã đến bờ bên kia, không ác vì sống hạnh thanh tịnh, an lạc vì rốt ráo là đạt đến đạo tràng, biết ba học vì tu hành đệ tử, thực hành bốn niệm xứ vì tu hành vượt các vọng niệm, tu bốn chánh cần vì siêng năng tu tập, tu bốn giữ ý túc vì không mỏi mệt, tu năm căn vì không phá hoại, tu năm lực vì chế phục các phiền não trói buộc, tu bảy giác chi vì không chướng ngại, tu tám chánh đạo vì hiểu đúng, tu thực đế vì đạt được chỗ quy về, tu thiền định vì tâm định, tu tập nhân duyên vì chuyển được bánh xe pháp, đại từ bi vì đạt quả vị không thể chuyển, đủ các công đức vì trong một đời đạt được đại bồ đề. Thì anh em niệm ta như vậy rồi, Bồ Tát lại nghĩ, tăng có vô lượng công đức như thế, ta mong muốn đạt được và làm cho chúng sinh thành tựu rốt ráo. Này thì anh em, đó gọi là niệm tăng của đại bồ tát. Thì anh em, thế nào là đại bồ tát niệm giới? Thì anh em, Bồ Tát nghĩ, tất cả những quả báo thường thắng của thế gian, suốt thế gian đều do trì giới mà có. Vì sao? Vì nhờ nguồn lực của giới tịnh. Thì anh em, bây giờ đất là gốc của cỏ cây cũng vậy, giới là cội rễ của hết thảy quả báo thù đắc ở thế gian. Đại bồ tát sống trong giới sẽ là ruộng phước cho trời người, vì đem lại đầy đủ công đức cho người bố thí. Thì anh em, Bồ Tát trụ trong giới thì hoan hỷ, vì hoan hỷ nên không buồn lo, vì không buồn lo nên tâm thư thái, vì thư thái nên thân tâm vui vẻ, vì vui vẻ được tâm vui, để đạt tâm tam muội, vì đạt tam muội nên biết như thật Bồ Tát từ bi với chúng sinh. Bồ Tát nghĩ, ta nên làm cho chúng sinh thành tựu tam muội với trí như thật Bồ Tát huân tập bằng tâm đại từ bi, nương đại từ bi tu tập giới định tuệ tăng thượng viên mãn, đạt quả vô thượng bồ đề. Vì vậy ta nên tu trì giới vi diệu, không lay động, không phóng dật, ta nghĩ đến chúng sinh mà giữ giới. Vì sao? Vì Bồ Tát không nghĩ đến chúng sinh mà giữ giới thì không phải là giới Bồ Tát. Bồ Tát vì sự an ổn vui vẻ của chúng sinh mà giữ giới tịnh. Lại nói thiền nam, Bồ Tát nghĩ, Bồ Tát xuất gia giữ giới tịnh để lánh xa mọi việc thế gian, mặc áo hoại sắc thì bỏ hết mọi việc yêu quý, giữ giới tịnh để thân khẩu ý thanh tịnh, thích giữ giới thì đầy đủ sáu thông, sống yên trong giới tịnh thì đầy đủ pháp bồ đề phần, nghe diệu pháp thì đầy đủ bốn trí vô ngại, học hỏi nhiều, tu trí tuệ thì không có tâm cao ngạo, còn quý bạn tốt thì đầy đủ công đức, tu trí ba la mật thì đầy đủ nhất thiết trí, nghe pháp nói đúng pháp thì làm bậc đại đạo đại pháp sư, nghe pháp suy xét thì đạt đà la ni, tâm niệm niệm tâm bồ đề thì vượt qua các pháp ác, đầy đủ giới không có tâm tổn hại thì không mất tâm bồ đề, không mất tâm bồ đề thì không mất tâm tam bảo. Bồ Tát lại nghĩ, những ai tu trì giới cấm đáng được bảo hộ thì bảo hộ, đó gọi là đại Bồ Tát niệm giới. Thì anh em, thế nào là niệm xứ của đại Bồ Tát? Thì anh em, Bồ Tát nghĩ, tất cả những pháp đáng sợ bỏ đều thuộc hai loại xả, pháp và tài. Thì anh em, Bồ Tát bố thí vật thì đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp làm thanh tịnh quả Phật, giáo hóa chúng sinh. Thí pháp thì đầy đủ 10 lực, 4 vô ý, 18 pháp bất cộng, đoạn trừ phiền não và tập khí phiền não. Lại nữa thì nam, Bồ Tát thí vật thì đoạn tâm kiêu kỳ, thí pháp thì vượt qua quả vị thanh văn bất chi Phật, thí vật thì làm thanh tịnh thân, thí pháp thì làm thanh tịnh pháp thân, thí vật thì cho được thân cha mẹ sinh ra. Ai có lực thế này, ngoài Bồ Tát sở địa ra không ai có được. Thí pháp thì thành tựu ý không lực, ai có lực này, ngoài chư Phật Như Lai và Bồ Tát trụ địa ra không ai có được. Thí vật thì giáo hóa được chúng sinh, thí pháp thì làm chúng sinh giải thoát, thí vật thì được các công đức, thí pháp thì đến được bờ bên kia, thí vật thì chỉ là bố thí một nửa, thí pháp thì là bố thí tất cả, thí vật thì đoạn trừ phiền não chướng, thí pháp thì đoạn sở trì chướng. Lại nữa, xả chính là bỏ hư vọng phân biệt. Vì sao? Vì Bồ Tát xả hư vọng phân biệt nên được thanh tịnh. Bồ Tát hỏi, hư vọng là pháp gì? Đáp, thì nam, hư vọng là pháp hí luận không thật.
Hỏi thế nào là pháp hỷ luận không thật? Đáp, người nào suy nghĩ tư tham sân si, nhiễm tịnh, bất tịnh, sống trong thế gian, nhập niết bàn, đó là pháp hỷ luận không thật, do hư vọng phân biệt. Vì sao? Vì tất cả chỉ là nhân duyên, không có ngã, ngã sở, chúng sinh tòa mạng, người tạo tác, người dạy dỗ. Tự tánh của nhân duyên là không vắng lặng, vượt tâm ý thức. Nhân duyên đó không thể suy nghĩ phân biệt, không thể làm nhiễm ô, thanh tịnh, không sống trong thế gian, không nhập niết bàn. Bồ Tát biết pháp hư vọng không thật, không được nghĩ đó là có thật, sẽ bỏ hết tâm đó nên gọi là xả. Lại nữa thì nên Bồ Tát có ba loại xả: xả, đại xả, tăng thượng xả. Thế nào là Bồ Tát xả? Nhận thức thứ thức ăn, gạo, lúa, kho lẩm, y phục, ngựa, xe, đèn, hương hoa, hương xoa, hương bột, cờ, phướng, lòng báu, anh lạc, ngũ, vàng bạc, châu báu, không phải là những vật não hại chúng sinh. Chỉ trừ việc hại chúng sinh ra, không có vật gì là không xả. Thế nào lại là Bồ Tát đại xả của Bồ Tát? Thì anh em, khi thành tựu pháp xả rồi, Bồ Tát còn cho cả những vật yêu quý như vợ con, trai gái, nô bộc lớn nhỏ, sứ thần quan lại, nhà cửa, ruộng vườn, đất nước, ngôi vua. Thế nào là tăng thượng xả của Bồ Tát? Thì anh em, vì Bồ Tát thành tựu xả và đại xả để thành tựu tăng thượng xả, tức là cho cả tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt, tủy, não, máu, thịt, gân, cốt, môi, lưỡi, răng, tóc, da, móng. Lại nữa thì nên Bồ Tát điểm xả, đại xả, tăng thượng xả như thế và quyết phải thành tựu rốt ráo, bây giờ mới được gọi là Bồ Tát niệm xả. Này thì nên đó gọi là niệm xả của Đại Bồ Tát. Thì nên thế nào là niệm thiên của Đại Bồ Tát? Thì nên Bồ Tát niệm thanh tịnh thiên, tức là niệm thanh văn bất chư Phật, Bồ Tát chư Phật Như Lai. Thế nào là niệm? Tức là niệm sự tu hành công đức, sự bất sinh, cảnh giới thọ hưởng hành khởi, dầu đầu sự thành tựu của những bậc đó. Là nữa thì nên Bồ Tát niệm chư thiên. Thế nào là niệm chư thiên? Là người đến sự tu hành nghiệp thiện, được quả báo thù thắng. Tu nghiệp thiện gì? Tu 10 việc lành, xa lánh việc ác. Nhờ nhân này, nhân lành này mà được quả báo thù thắng, các căn thanh tịnh an lạc xinh đẹp. Bồ Tát phát tâm đại bi, tùy hỷ với quả báo thù thắng ấy, cùng chúng sinh hồi hướng quả báo thù thắng đó, lên đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại nghĩ, ta làm cho chúng sinh được an lạc thù diệu, là vì thành tựu cao đẳng ấy nên luôn siêng năng, phát tâm đại bi với chúng sinh ở đường ác. Bồ Tát nghĩ, ta nên dạy chúng sinh tu hành nghiệp thiện, sẽ lên cõi trời, rồi ở đó đạt quả vô thượng Bồ Đề. Nghĩ thế, Bồ Tát dạy chúng sinh tu hành nghiệp thiện, sẽ lên cõi trời, không mất quả báo thù diệu của cõi trời, từ an lạc đó mà hướng diệu lạc vô thượng. Đó là an lạc tịch tịnh ví dụ của Như Lai, đó gọi là Bồ Tát niệm thiên. Này thì anh em, đó gọi là 10 loại niệm xứ của Đại Bồ Tát. Bây giờ Đại Bồ Tát vô sở pháp muốn lập lại ý nghĩa trên, nên nói kể rằng không thấy pháp là khổ, vì khổ đó là không. Nếu không bỏ pháp khổ, chẳng đạt được pháp không. Ai muốn thấy pháp không, hãy xem thật nghĩa khổ. Vì khổ là nghĩa không, không là pháp vô vi. Khổ không có người làm, khổ không phải pháp làm. Ngoài khổ ai tạo tác, cũng chẳng có trước sau. Không có tập chân thật, nếu thật có tập khổ, thì tập đó ở đâu? Vì khổ không người làm, khổ không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, hòa hợp với pháp gì? Ngoài khổ chỗ nào có? Ái chính là pháp tập. Nếu từ tập có khổ, ái thật chẳng có ái. Ngoài ái tập là gì? Khổ không từ đâu đến, làm sao có vị lai? Diệt chính là pháp định, vượt ngoài pháp đến đi. Tự tánh pháp vắng lặng, nguồn gốc sáng thanh tịnh, các pháp đều thanh tịnh, về vượt ngoài trước sau. Nếu trước có pháp sinh, sau ác sẽ diệt mất. Ngoài diệt cái gì sinh, không sinh chẳng có gì. Như vậy người tu trí gọi là đạo vô lậu. Đạo ví như chiếc bè, nên phải bỏ bè đi. Nếu tích tụ pháp xả, pháp đó có gì vui? Bỏ đạo ở nơi tịnh là người được giải thoát. Người được tướng giải thoát không tranh với các pháp, không ở trong các pháp, để chứng đạo cho như tóc, lông và răng móng, mỡ, da máu, thịt xương.
đàm giải đại tiểu tiện, gan mật và não màng, tim phổi ruột già non, nhóm hợp gọi là thân, nhà hư vọng phân biệt. Người trí quán như vậy, không có người tạo tác và chẳng có người thọ, như làn sóng trống vắng, như là thân hư vọng. Nếu xem thọ là thọ, ai là người năng thọ? Năng thọ ngoài sở thọ, sai khác không có được. Người trí nghĩ như vậy là người quán sở thọ, tướng đó như Bồ Tát, tịch diệu sáng thanh tịnh, trong thân không thấy tâm, trong tâm không thấy tâm. Người này thoát phiền não, tuy thoát nhưng không vui, xem phép đều do tâm, xa lìa sự phân biệt, không bỏ hạnh cho như, vì đạt nơi không ngại. Cái pháp không tự sinh, không do cái khác sinh, vượt hết các tướng số, bình đẳng như hư không. Người trí biết như thật, pháp ấy không tướng đi và không có tướng trụ, vì trụ trong bình đẳng. Nếu suy nghĩ như vậy, đối pháp không lay động, người này được giải thoát, ruộng phước như chư Phật. Biết các pháp là thật, không hề có như ế, tu tập pháp thanh bạch, ăn uống các chúng sinh, niệm diệu sắc tịch tỉnh và nghĩ đến công đức Bồ Tát đủ các pháp, sẽ được đạo vô thượng. Bồ Tát này cúng dường các Đức Phật ba đời, sống trong pháp không động, vì luôn ở cảnh định, khế mật giác kiên cố, ngày cảnh giới diệu pháp, đạt vô thượng Bồ Đề, hạnh kiên cố Bồ Tát. Ta cũng được như pháp, ai nghĩ được như vậy, nên biết niệm pháp này, nghĩa là các Bồ Tát, không còn ngã ngã sở, ta cũng đạt như pháp. Ai niệm được như vậy là tu niệm diệu pháp. Chư Tăng đệ tử Phật là ruộng phước vô thượng, sẽ được Bồ Đề, thường niệm về chư Tăng. Như biển không lường được, ta niệm về chư Tăng, hồi hướng công đức ấy, mong tất cả thành Phật. Giữa giới không thoái chuyển, ta niệm giới hạnh ấy, mong muốn cùng chúng sinh hồi hướng các công đức, lên đạo vô thượng này, để an lạc phúc báo. Đó chính là niệm giới, đem vui đến chúng sinh. Thí tài vật và pháp là bỏ các phiền não. Vì chúng sinh hồi hướng phước lên đạo vô thượng là thành tựu niệm xả, không trụ trong nhị thừa, lìa tướng tự nhiên hành như mặt trời sáng soi. Tất cả các phàm thánh đều là nhờ nghiệp thiện đem những nhân quả ấy thương yêu cho chúng sinh. Các diệu hành như vậy để được lạc tăng thượng, sẽ ở trong cõi trời thành vô thượng chánh giác. Bây giờ hai đại Bồ Tát Giô-sa-phát với Thánh Tuệ và quyến thuộc đã đến chỗ Phật, đến nơi họ cúi đầu lại sát chân Phật. Nhiễu quanh trăm ngàn dòng văn lời Phật ngồi qua một bên, hai vị Bồ Tát bạch Phật và Thế Tôn, các Đức Phật Như Lai đều biết rõ các pháp không chướng ngại. Lúc hai con ở đài diệu bảo trong lòng khác đẹp nói pháp tập, có tùy thuận Phật ý không? Phật bảo thiện nam đứng như lời hay ông nói, chứ Phật Như Lai biết rõ các pháp không chướng ngại. Thiện nam pháp tập mà hai ông giải thuyết rất thuận ý ta. Thiện nam, các Bồ Tát thuyết pháp được đều do thần lực của Như Lai. Hay thay thiện nam, các ông vui thích giảng thuyết pháp tập. Các Bồ Tát nào muốn thuyết pháp tập nên thuyết giảng như các ông. Các ông giảng thuyết pháp tập đã làm việc làm của Như Lai. Thiện nam, tôi rất vui với việc các ông giảng thuyết pháp tập. Lúc ấy Tuệ Mạng Xá Lợi Phất hỏi là Bồ Tát Văn Bồ Tát Vô Sở Phát. Thiện nam, vì sao Bồ Tát có tên Vô Sở Phát? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: để Đức Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào đừng chỉ thân khẩu ý nghiệp, không tham đắm việc làm, không mong cầu pháp nào, không lìa phiền não, không mong cầu đắc pháp, thấy các pháp quá khứ vị lai đều là chân như bình đẳng, không thấy pháp có thượng trung hạ, vì thế gọi là Vô Sở Phát. Lại nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất, tất cả pháp đều là Vô Sở Phát, vì nó vốn không. Xá Lợi Phất, nếu pháp có sự bắt đầu thì có nơi phát sinh, các pháp vốn không có sự bắt đầu thì cớ sao lại nói có nơi phát sinh? Tề Mạng Xá Lợi Phất hỏi: pháp nếu như vậy thì làm sao nói là pháp tập? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Đại Đức Xá Lợi Phất, tôi là Vô Sở Phát, nhưng lại thuyết giảng pháp tập. Xá Lợi Phất, tôn giả nghĩ sao? Lời hỏi của có chỗ pháp khởi để hỏi hay không? Nếu nói có thì do đâu mà có, song không ngoài pháp mà có chỗ phát khởi và sự hỏi. Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu không thì đã hòa nhập với pháp tập mà tôi giảng thuyết. Tề Mạng Xá Lợi Phất, tôi có hỏi Bồ Tát cũng có
nói có sao nói là vô sở pháp? Bồ Tát Vô Sở Pháp đáp: Đại Đức Xá Lợi Phất, lời tôn giả hỏi và lời tôi nói đều là giả nói, để biết các Bồ Tát an trụ trong pháp giới chân như mà thuyết giảng. Đại Đức Xá Lợi Phất, người huyễn thì không có tâm, không có tâm sở, chúng sinh cũng đều như vậy. Nếu là như vậy thì làm sao có sự phát khởi? Đại Đức Xá Lợi Phất, do huyễn sư mà có huyễn, nên Bồ Tát dựa nơi pháp giới của chân như mà thuyết giảng. Từ bàn Xá Lợi Phất hỏi: Thì nay với như huyễn sư làm việc huyễn không phải thật, không phải không thật. Nếu vậy thì Bồ Tát cũng không phải thật, không phải không thật. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại Đức Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đều biết các pháp đều là tướng huyễn. Nên nói các pháp là hư vọng, huyễn giả. Xá Lợi Phất nói: Đúng vậy, thì nam, chư Phật Như Lai biết các pháp như huyễn. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại Đức Xá Lợi Phất, nên biết như huyễn là không phải thật, không phải không thật, các pháp đều vậy, tức là không phải thật, không phải không thật. Xá Lợi Phất, nếu các pháp là thật, là không thật thì không được nói các pháp đều như tướng huyễn. Từ mạng Xá Lợi Phất hỏi: Thì nam, vì sao đại sĩ hành hạnh Bồ Tát? Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại Đức Xá Lợi Phất, tôi hành hạnh Bồ Tát không phải vì thật nghĩa, không phải vì không thật nghĩa. Vì sao? Nếu Bồ Tát vì thật nghĩa hành sự thì Bồ Tát ấy thấy có đối tượng để hành sự. Nếu hành sự có đối tượng thì không tùy thuận chư Phật Như Lai. Vì sao? Vì như vậy thì ngay pháp nhẫn vô sinh còn không tùy thuận được, huống gì là nhập pháp nhẫn vô sinh. Nếu liền pháp nhẫn vô sinh thì không tùy thuận chư Phật Như Lai. Người không vì thật nghĩa để hành sự là hành tà đạo, hành tà đạo là không thật nghĩa. Từ bạn Xá Lợi Phất hỏi: Nếu không vì thật nghĩa và không vì không thật nghĩa thì Bồ Tát hành sự ở đâu? Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại Đức Xá Lợi Phất, nơi nào tất cả phàm phu hành sự thì Bồ Tát hành sự ở đó. Xá Lợi Phất hỏi: Phàm phu hành sự ở đâu? Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại Đức Xá Lợi Phất, nơi nào chư Như Lai hành sự thì phàm phu hành sự ở đó. Nhưng phàm phu không biết hành sự của chư Phật, tôi cũng hành sự ở đó. Từ bạn Xá Lợi Phất hỏi: Nếu phàm phu không biết cảnh giới của chư Phật hành sự thì cớ sao lại nói phàm phu hành sự ở đâu, chư Phật Như Lai hành sự ở đó? Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Từ bạn Xá Lợi Phất, tôn giả nếu có thể nhận biết cảnh giới của Phật chăng? Đáp: Tôi chỉ dựa trên văn tự ấy thì làm sao biết được cảnh giới của Phật. Thì nam, những các thành văn nghe lời nói của Như Lai mà phân biệt biết được. Thì nam, cảnh giới của chư Phật là vô lượng vô biên, nhưng không ngoài cảnh giới của phàm phu mà có cảnh giới của chư Phật. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu cảnh giới phàm phu không ngoài cảnh giới của Phật mà có, thì vì sao lúc nãy tôn giả nói phàm phu không biết cảnh giới Phật? Rồi mà Xá Lợi Phất nói: Thì nam, chư Phật Như Lai vượt khỏi thế gian, phàm phu sống trong thế gian, vì vậy phàm phu không biết cảnh giới của Phật. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại Đức Xá Lợi Phất, tôn giả nghĩ sao? Chư Phật Như Lai có chỗ cho đất, chỗ ăn trụ, chỗ tạ lỡ được không? Xá Lợi Phất đáp: Thì nên chư Phật Như Lai không pháp nào là không biết, không rõ các pháp, là ở trong pháp hữu vi làm lễ cho chúng sinh. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Nếu tôn giả biết như thế thì sao lại nói chư Phật Như Lai vượt khỏi thế gian? Đây là lời nói mà tôn giả Xá Lợi Phất không xét kỹ. Xá Lợi Phất, nếu Như Lai vượt khỏi thế gian thì Như Lai không có đối tượng được chỗ đất, an trụ và chỗ tạo lợi ích. Xá Lợi Phất, lời đó của ông đã không hợp. Khi ấy tuệ mạng Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát Vô Sở Pháp: Thì nam, không phải chỉ hôm nay tôi mới nêu bài không hợp. Ở trong đời quá khứ tôi đã từng thoái thất căn lành và tâm của trí nhất thiết trí. Thì nam, tôi rất vui với biện tài giải thuyết của ông, nguyện cho chúng sinh đều được biện tài này. Lúc giải nói pháp tập này, có 8 vạn Bồ Tát đắc pháp nhãn vô sinh, 6 vạn tiên tử sư liệt trần khấu được pháp nhãn thanh tịnh, 5 ngày tỳ kheo chuyển tâm thanh văn phát tâm cầu đạo quả vô thượng bồ đề, được Phật thọ ký thành tựu quả vị chánh giác vô thượng ở các cõi Phật. Khi ấy Bồ Đại Bồ Tát Vô Sở Pháp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao Đại Bồ Tát biết được pháp là có thể chọn lấy? Đức Phật bảo: Thiện nam, Bồ Tát biết rõ các pháp thì Bồ Tát biết được pháp nào có thể chọn lấy? Bồ Tát Vô Sở Pháp thưa: Bạch Thế Tôn, làm sao biết được biết rõ các pháp? Đức Phật bảo: Thấy các pháp như mộng huyễn, thành cảnh thất bà, giọt nắng, dòng lửa, trăng dưới nước, ảnh trong gương. Bồ Tát Vô Sở Pháp thưa: Bạch Thế Tôn, làm sao để thấy các pháp như mộng huyễn, thành cảnh thất bà, giọt nắng, dòng lửa, trăng dưới nước, ảnh trong gương? Đức Phật bảo: Thì nam,
Các pháp là mắt, sắc, tai, tiếng, mũi, lưỡi, hương, vị, lưỡi, vị, thân, xúc, ý, pháp. Thiện nam, xem các pháp như mộng huyễn, thành cái tắc bà, dẫn nắng, dòng lửa, trang chứa nước, ảnh trong gương. Chủ thể chọn lấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối tượng có thể chọn lấy là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đại Bồ Tát thấy biết và giảng pháp năng thủ khả thủ, nên gọi là nhất thiết trí. Người đạt nhất thiết trí thì đoạn trừ mọi cơ sở phiền não. Người liệt cơ sở phiền não thì không còn ngã, ngã sở, như hư không, không tạo, không phân biệt, bình đẳng với chúng sinh. Nhờ có tâm bình đẳng nên ở đâu đều được tịch tỉnh. Do được tâm tịch tỉnh nên gọi là người tự nhiên hành pháp kiên cố, là người đứng đầu trong chúng sinh, người không bị chướng ngại trong các pháp, người có đại từ bi không thể lay động, đạt quả Phật vô thượng. Bồ Tát Vô Sở Phát Thừa: Bà Thế Tôn, Bồ Tát muốn được pháp như chư Phật Như Lai thì tu hành như thế nào? Đức Phật bảo: Bồ Tát muốn được pháp như chư Phật Như Lai thì nên phát tâm bình đẳng như mặt đất, bình nhẫn chịu được việc ác và lời nói ác của chúng sinh, lại phát tâm bình đẳng như nước bị rửa sạch trần cấu phiền não hư vọng phân biệt của mình và chúng sinh, phát tâm bình đẳng như lửa vì dùng lửa trí tuệ đốt phiền não của mình và của chúng sinh, phát tâm bình đẳng như gió vì không còn tâm đắm, phát tâm bình đẳng như hư không vì không có chướng ngại. Thiện nam Bồ Tát, như sư tử chú không kinh sợ, như voi quý đều phục tâm, gánh vác những việc năng nhọc của chúng sinh, như mưa lớn vì mưa những trận mưa tốt, như mặt trời dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi tất cả chúng sinh, như trăng sáng và chúng sinh ở bất cứ nơi nào cũng thấy được điều yêu thích, như trụ buôn lớn về các chúng sinh vào đến đạo như tiêu trí, như thầy thuốc giỏi về chữa trị bệnh phiền não của chúng sinh, như sự nhổ mũi nhọn vì nhổ những nghi hoặc về các pháp của chúng sinh, như người hướng dẫn con thuyền vì biết rõ nhất tiêu trí, biết các phương hướng, như thuyền vì đưa hết chúng sinh qua biển lớn thế gian, như sông suối ao hồ vì tưới mát cho chúng sinh, như đường chánh vì chúng sinh đi lại bình đẳng, như đạo báu vì đầy đủ pháp bồ đề phần, như ngọc như ý vì đáp ứng mọi sự cần thiết, đem lợi ích theo sự mong muốn của chúng sinh, như ngựa hay vì chở được chúng sinh mỏi mệt, như biển lớn vì trí tuệ của Bồ Tát sâu xa khó lường, như núi Tu Di vì không bị lay động trong vải Phật bồ đề, như các cây báu vì đầy đủ sự trang nghiêm thù thắng, như vàng diêm phù đàn vì khó có được, như vua Đế Thích vì được lực tự tại tăng thưởng trong các pháp, như đại phạm vương vì đầy đủ oai nghi tịch tỉnh, như hộ thế tứ thiên vương vì hộ trì pháp thắng diệu, như chuyển luân vương vì tu hành mười nghiệp thiện, như đại thần vì giữ gìn pháp bí mật của chư Phật Như Lai. Bồ Tát nên phát tâm xuất gia vì khéo trụ trong pháp sa môn, trụ trong pháp sa môn vì làm thanh tịnh thân khẩu ý nghiệp ở nơi vắng lặng, vì thành tựu thiền định tam muội tam a bậc đề, thông minh giải thoát trụ trong thiền định vì đạt chân như rộng lặng sâu xa, trụ trong vắng lặng vì giáo hóa càn tất bà khẩu la la ma hầu la già, thành tựu pháp chú thuật vi diệu của thánh nhân, an trụ minh trí vì đầy đủ ba minh, trụ trong sự vắng lặng thù thắng vì thành tựu sắc pháp thần thông tự tại, trụ đa văn tuệ vì biết được các pháp sai khác nơi ấm giới nhập ở chỗ thầy, vì biết rõ tất cả các luận, trụ quá vị pháp sư vì thuyết giảng giáo hóa không vì ăn uống cúng dường, trụ trong pháp tỳ ni vì xa lìa phiền não tham sân si, trụ trong luận tạng vì làm thanh tịnh mọi nơi chốn, trụ tâm nhu hòa vì trừ bỏ mọi vọng cầu, không trụ trong tâm cao trạo cử vì đoạn trừ phiền não tham, không trụ trong tâm cao ngạo vì đoạn trừ phiền não sân, không trụ trong lời nói ác vì từ bỏ tâm si, không nói tạp loạn vì thành tựu sự giữ gìn lời nói, trụ nơi đại sư vì tu hành pháp đại thừa, gánh vác trách nhiệm nặng nề vì thành tựu tâm đại bồ đề, vì như biển lớn vì đầy đủ nhất thiết trí công đức, như nô bọc vì thay thế mọi việc khổ nhọc cho chúng sinh. Lại nữa thì nam, đối với chúng sinh xấu ác Bồ Tát nhu hòa, với chúng sinh kiêu mạn Bồ Tát cung kính, với chúng sinh vô nịnh Bồ Tát ngay thật, với chúng sinh sống nơi náo nhiệt Bồ Tát không có tâm sống nơi náo nhiệt, với chúng sinh không tu hành Bồ Tát có tâm cứu độ, với chúng sinh không hổ thẹn Bồ Tát có tâm hổ thẹn,
Bồ chúng sinh bèn luận tại vậy, Bồ Tát không khiếp sợ, sống trong đại chúng mà không kinh hãi, không nhiễm phép thế gian, ma chướng không phá hoại được, ngoại đạo tà luận không chinh phục được. Kính trọng đối đáng trọng, luôn cúng dường sư trưởng, quý trọng người đa văn, thế thế người đạt thiền định, không phục người trí tuệ. Kính trọng pháp sư như Phật, đưa tôi các Bồ Tát hiểu rốt ráo các đức Như Lai, bền chắc với người tu hành chư thật, không sợ phiền não, không chứa niết bàn, phế tâm đại bi sống trong thế gian. Vì độ chúng sinh nên không thuyết pháp bằng tâm ô nhiễm, luôn lắng xa sự cung kính cúng dường, trừ bỏ tâm điên đảo, vì biết như thật về vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, đầy đủ tâm giải thoát, xa lánh cảnh giới, sống như thật vì sinh trong nhà thánh nhân, thành tựu trí tuệ như thật vì luôn có tâm xuất gia, thành tựu thánh hạnh, vì biết như thật về khổ tập diệt đạo, thành tựu tướng đại nhân, vì đầy đủ sự giữ giới đa văn, không phóng dật, thành tựu tâm bình đẳng với chúng sinh, vì biết rõ thế gian vô ngã, thành tựu pháp không điên đảo, vì in sâu thánh ấn, thành tựu đạo tràng, vì in sâu ấn không thoái. Các Bồ Tát luôn thành tựu tâm thanh tịnh, hạnh nghi trang nghiêm, không thích nói về kỹ thuật thế gian, không gần gũi bạn xấu, không thích sự cung kính cúng dường, không nói lời tạp loạn của thế gian, không nói việc của quốc gia vua chúa, giặc cướp phụ nữ, việc tốt, việc tranh chiến, không thích kết bè đảng tranh tụng, không thích nơi hiểm nạn, xóm làng, thành ấp biên địa, không thích gần gũi những người đàn hát. Lại nữa thì nên Bồ Tát không thích ở chung với người bỏng sẻn, ganh ghét, kẻ tà kiến, phá giới, kẻ tạo nhiều việc ác, phóng dật, khinh chánh pháp, kẻ nhiều giận hờn, điên loạn, kẻ ngu si, câm điếc. Đại Bồ Tát luôn thích những hành vi diệu, bố thí tài, pháp vô ý, đoàn trừ phiền não, tham sân si, bỏ lỡ ồn ào, thích nơi vắng lặng, thích sống một mình ở những núi cao, hang sâu, đồng cỏ, rừng cây, dòng suối, đầu đêm cuối đêm không ngủ nghỉ, siêng năng tu hành, phát vô số trăm ngàn vạn ức pháp môn, văn, tư, tu, tuệ, thiền định. Tam Muội Đà La Ni hiện thấy vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật, đạt vô số trăm ngàn vạn ức Đà La Ni, giáo hóa vô số chúng sinh. Bồ Tát thành tựu những tâm đó thì đạt diệu pháp của Như Lai. Bây giờ Bồ Tát vô sở phát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người tu hành như thật pháp đại thừa này chính là người tu hành đúng pháp, thuyết giảng theo thừa đã gắn bó. Người không phóng dật là người như thật tu hành. Là nếu người tu hành như thật là người phát nguyện Bồ Đề. Người không phóng dật là người đầy đủ nguyện Bồ Đề. Người tu hành như thật là người bố thí, tu bố thí. Người không phóng dật là người không mong cầu báo ứng. Người tu hành như thật là người thọ trì tịnh giới. Người không phóng dật là người thành tựu giới không thoái. Người tu hành là người mới tu hành nhẫn nhục. Người không phóng dật là người đạt pháp nhẫn vô sinh. Người tu hành là người mong cầu các căn lành không mệt mỏi. Người không phóng dật là người sẽ bỏ hết mọi việc đã làm. Người tu hành là người bắt đầu tu thiền định. Người không phóng dật là người không trụ trong thiền định. Người tu hành đầy đủ trí tuệ. Người không phóng dật không hí luận các pháp. Người tu hành giữ gìn diệu pháp. Người không phóng dật không thấy các pháp. Người tu hành làm cho chúng sinh đạt đại bồ đề. Người không phóng dật không thấy chúng sinh. Người tu hành thì theo nhóm các căn lành. Người không phóng dật thì hồi hướng lên đại bồ đề. Người tu hành xem bồ đề là pháp thật. Người không phóng dật biết như thật các pháp đều là tướng bồ đề. Người tu hành đạt pháp nhẫn vô sinh. Người không phóng dật thì nguyện giữ hữu sinh. Người tu hành đến đạo tràng thể hiện các vị thù thắng trang nghiêm. Người không phóng dật đúng kẻ A Tăng kỳ kiếp. Người tu hành biết chư thật về Bồ Đề. Người không phóng dật tu tập tất cả các nghiệp trong bất cứ. Người tu hành đạt đại niết bàn. Người không phóng dật biết rõ tánh của pháp là vắng lặng. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát mà tu hành như thật và không phóng dật thì không xem việc đạt Bồ Đề là khó. Bạch Thế Tôn, vì lý do đó đại Bồ Tát nên tu tập như thật và không phóng dật. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Lúc này tuệ mạng sẽ lại phát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo sự hiểu biết của con về pháp Phật đã giảng thì các đại Bồ Tát phải tu hành pháp tập mà chư Phật và Bồ Tát đã giảng, là Bồ Tát có pháp tập vi diệu. Vì sao? Vì người không tin pháp thì không có pháp tập, người không siêng năng thực hành thì cũng không có pháp tập. Người tán thán biết đúng như thật về pháp tập là người có pháp tập vi diệu.
Bạch Thế Tôn, người không tự khen mình, cũng không chê người khác là người có pháp tập vi diệu, người phát tâm từ với Bậc Thánh, phát tâm thâu nhận với hàng phi thánh, không thấy mình hơn người thua, phát tâm bình đẳng với các pháp bình đẳng, bất bình đẳng, phát tâm bình đẳng không phân biệt với sự bình đẳng, không bình đẳng là người có pháp tập vi diệu. Người chỉ nghe một câu mà hiểu trong ngàn câu là người có pháp tập vi diệu. Người nghe pháp không động tịnh, không trói mở, không hành trụ, không tăng giảm, không yêu ghét, không trụ thế gian, không nhập niết bàn. Người có khả năng thâm nhập pháp tập đó là người có pháp tập vi diệu. Bà Thế Tôn, pháp tập là con thuyết giảng, có điều thuận pháp tập mà Như Lai thuyết giảng không? Đức Phật bảo đúng vậy. Xá Lợi Phất, lời ông nói là tùy thuận ý Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Pháp Tập Kinh, quyển 4.